Bò Tư Chiến, kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Chiều hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2023. Bò em trực tiếp xuống trại và có cắp kem và bê kem, bò rất là đẹp luôn, rất là mềm. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét thấy chuộng chốt với giá mềm thì em có xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Những lô bò pháp kem mà bê kem giá rất là mềm luôn, bò đẹp và giá mềm. Bò chuẩn bị xuống trại, còn cái liên cái lô này bò lỡ, bò này thì cao tiền hơn tí, trên xe không vậy bò lỡ nhiều, bò rất đẹp luôn, bò chuẩn bị xuống trại. Cầm máy. Mm-hmm.
ôi, chạy đâu?